Thái tượng Cảm ứng Thiên Tập 55 Thưa quý vị đồng học Cùng tất cả mọi người Câu tiếp theo trong Cảm ứng Thiên là Chánh kỷ hóa nhân Tức là sửa mình chân chánh Cảm hóa người khác Những gì đã dạng ở phần trước điều là nói về việc hoàn thiện đức hạnh bản thân, mục đích là nhằm đến giúp đỡ, hỗ trợ người khác. Nếu đức hạnh trí tuệ của bản thân mình chưa thành tựu, thì không có khả năng giáo hóa chúng sinh. Cho nên muốn giáo hóa chúng sinh thì trước hết tự thân mình phải tu tập tốt đó là lẽ nhất định bất kể là các bậc thánh hiền xưa của trung hoa các bậc thánh hiền xưa của trung hoa hay chư Phật Bồ Tát của Ấn Độ. Mỗi vị đều phải theo đúng phương pháp như vậy. Cho đến hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới cũng không ngoại lệ. Vì thế, chúng ta phải đi theo con đường như vậy. Trước hết Tự thân mình phải nỗ lực Tu tập thật tốt Phần trước đã có giảng qua với quý vị Về tứ hoàng tệ nguyện Trong đó câu Chúng sinh vô biên tệ nguyện độ Áp dụng vào thực tế Thì nhất định trước hết phải dứt trừ phiền não thành tụ pháp môn Nhất trừ phiền não Là thành tụ đức hạnh tự thân Học pháp môn là thành tụ trí tuệ của chính mình Người Trung Hoa thường nói là Phẩm học kim ưu Tức là phẩm hành và học vấn đều tốt đẹp Được như vậy rồi mới có thể giáo hóa người khác chúng ta tự thân là đệ tử của phật không kể là xuất gia hay là tại gia đều có sứ mạng cứu độ giáo hóa chúng sinh dù là người xuất gia hay tại gia cũng đều là bồ tát cho nên thành tựu giáo học của phật chính là pháp giới bồ tát thế giới hoa tạng trong kinh hoa nghiêm là pháp giới bồ tát thế giới cực lạc Kinh vua lượng thọ giảng rất rõ ràng Không chỉ là Pháp giới Bồ Tát Mà hơn nữa còn là Pháp giới Bồ Tát Phổ Hiền Tất cả đều dân tu theo đức hạnh của Đại sĩ Phổ Hiền Câu kinh này quý vị đều đã từng tụng đọc qua Chúng ta thử nghĩ xem Mình đã có được đức hạnh của Đại sĩ Phổ Hiền hay chưa? Nếu như chưa có, tỳ không tệ giảng sanh Điểm này phải đặc biệt lưu ý Tất cả đều dân tu theo Đức hạnh của Đại sĩ Phổ Hiền Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đây là câu Kinh đầu tiên ngay sau phần liệt kê Đại chúng và các vị tượng thủ Kinh văn đây là câu thứ nhất Đức Phật dạy như thế nào? Chúng ta nên học theo như thế ấy Sau đó lại suy ngẫm Người niệm Phật rất nhiều Người được giảng sanh vì sao ít thế Chỉ cần lưu ý một chút nơi kinh doanh, thì thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ điều này. Người niệm Phật tuy rất nhiều, nhưng chưa có đủ đức hành của Đại sĩ Phổ Hiền, cho nên không thể giảng sanh. Điểm mâu chốt trong đức hành của Đại sĩ Phổ Hiền là ở đâu? Chính là ở nơi tâm lượng là sự rộng mở của tâm. tâm lượng Bồ Tát phổ hiền so đồng với Pháp giới trong hư không. Đối với Ngài thực sự là tâm bao thái hư lượng chu xa giới. Đó là tâm lượng của Bồ Tát phổ hiền. Chúng ta tâm lượng quá nhỏ hẹp. Mỗi ngày dù niệm đến trăm ngàn câu Phật kiều cũng không thể dạng sanh. Lời này là chân thật, không hư dối. Phật Đại Đức xưa kia dạy rằng Miệng niệm di đà tâm tán loạn Cho dù lớn tiếng uổng công thôi Nếu có được đức hạnh như đại sĩ Phổ Hiền Thì niệm một câu Phật hiệu cũng giảng sanh rồi Đâu cần phải niệm nhiều đến thế Người được như thế thì tâm hạnh người ấy Chính là tâm Phật Chính là hạnh Phật Tâm và hạnh tương ưng nhau Nguyện với nguyện tương ưng Như thế đâu có lý nào lại không được giảng sanh Chúng ta cần hiểu rõ Hàng ngày tụng kinh vô lượng thọ Nhưng không tu theo đức hạnh của Đại sĩ Phổ Hiền Thì làm sao có thể thành tựu được Đức hạnh của Đại sĩ Phổ Hiền Vô lượng, vô biên Dù hết thảy chư Phật như Lai Cùng người khen diện nói Cũng không thể nói hết Đức Thế Tôn Vì chúng ta mà quy nạp những đức hạnh ấy Thành 10 nhóm lớn Gọi là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Dương Quy nạp thành 10 đại nguyện như thế Chúng ta tu học sẽ được thuận tiện dễ dàng hơn Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật Chúng ta đã làm được chưa? Ý nghĩa của đại nguyện này Chính là lấy tâm chân thành cung kính Đối đãi với hết thảy muôn người, muôn việc, muôn vật Đó gọi là lễ kính chư Phật Nếu chúng ta chưa làm được Thì cần phải phản tỉnh Nếu chúng ta đối đãi với mọi người Với sự vật Bằng tâm thái hoàn toàn tương phản ngược lại Thì đó là đại bất kính Hàng ngày cặp mắt láo ly như kẻ trộm Chuyên rình mò bới móc tìm chuyện xấu của người khác Chuyên nhìn vào những khuyết điểm của người khác Thu gom nhặt nhạnh những lỗi lầm sơ sót của người khác Đó là đại bất kính Như thế thì dù quý vị có to tiếng niệm Phật Cũng chỉ uổng công phí sức Không cần nói đến hạnh nguyện Bồ Tát Cho dù một người hiền tiện quân tử của thế gian cũng không như thế Chúng ta đọc sách nho Bộ sách tiêu biểu Soạn tập được đầy đủ các lời giáo huấn đức hạnh Của nho gia Chính là ngũ chủng di quy do tiên sinh trần hoàng mưu vào đời thanh biên tập ông đem kinh sách của nho gia cùng với lời nói phẩm hạnh của các bậc đại đức qua nhiều thời đại cùng những lời răn dạy chân thật tất cả đưa vào phân loại biên tập thành sách Ngày trước, khi tôi cầu học ở Đại Trung, thì Lý Bình Nam chỉ định quyển này làm sách giáo khoa tu thân cho học sinh chúng tôi. Hồi ấy, bản in tôi dùng của nhà xuất bản nào không nhớ rõ. Chữ in nhỏ khá nhiều trang đóng bìa cứng rất dày. Vậy sao thư cục Trung Hoa tách nội dung này từ trong tứ bộ bị yếu tách ra in thành bản lẻ để lưu hành xuất bản riêng thành hai quyển thường hạ dùng bìa thường chữ in lớn rất dễ đọc. Xem qua thì biết các bậc thánh hiền thế gian Dạy người như thế nào Cho nên chúng ta phải tường phản tỉnh Không được làm những việc suy tổn đức hạnh Chuyên tâm tu tập đức hạnh còn sợ không kịp Huống chi là chuyên làm những việc suy tổn đức hạnh thì sao có thể thành tựu nói cách khác những phẩm tính điều kiện của người hiền thiện quân tử thế gian mà chúng ta chưa đạt được thế thì so với đức hạnh của các vị bồ tát a la hán còn cách rất xa những kỹ xảo trên buộc giảng chúng ta có thể dễ dàng học được nhưng nếu quý vị muốn từ trên buộc giảng có thể thâu nhiếp hộ trì đại chúng thì phải dựa vào công phu tu trì quý vị không có công phu tu trì chân thật thì không có khả năng nhiếp hóa đại chúng Nói cách khác Những gì quý vị giảng thuyết Mỗi câu mỗi chữ phải phát xuất từ nội tâm Không chỉ là những lời từ cửa miệng Nếu tâm ý và hành vi không tương ương phù hợp nhau, lời nói và việc làm không tương ương phù hợp nhau sẽ không ai tin quý vị dù nói rất hay người ta nghe rồi cũng chỉ cười mà thôi cho nên không kể là người tài gia hay xuất gia cần phải có công phu tu hành chân thật tự bản thân mình không đoan chánh lại muốn giúp cho người khác đoan chánh thì thật vô lý trong thời đại có quá nhiều tai nạn này thân mình không có khả năng tiêu trừ tai nạn mà muốn hỗ trợ giúp đỡ người khác cũng là chuyện hoàn toàn vô lý Vì thế câu chính kỳ khóa nhân này hết sức trọng yếu. Trong bản văn từ câu này trở xuống giảng về việc giáo hóa người khác cho nên câu này là nói tổng quát. Trong sách bị biên, cũng và chú giải phần này rất tường tận, chi tiết. Trong sách giải thích về hai chữ chính và hóa, thế nào là chính? Xác bất khả nhị. Đó gọi là chính. Thế nào là hóa? Hóa là tự nhiên, di nhi nhiên. Hai câu giải thích này rất hay. Chính là lòng tin kiên định là tâm nguyện kiên định lòng tin và tâm nguyện của chúng ta là ở nơi cầu đạo là ở nơi cầu chứng quả thế nào là chứng quả trong phật pháp a la hán là chứng quả bồ tát là chứng quả phật là chứng quả muốn được chứng quả thì trước hết phải dứt trừ phiền não tập khí phiền não không dứt trừ thì sự tu học của ta không thể nói đến thành tựu gì chúng ta đều biết dứt trừ hết sạch kiến tư phiền não mới có thể chứng đắc quả a la hán dĩ như, như chúng ta không dứt trừ được hết cũng phải hướng theo con đường dứt trừ phiền não nhất định phải làm cho phiền não giảm nhẹ bớt đi thì công phu tu tập của chúng ta mới có thành tựu phiền não mỗi năm mỗi giảm nhẹ mỗi tháng mỗi bớt đi thì đời sống của chúng ta được hạnh phúc được tự tại được vui thích trong phật pháp từ nói pháp nghĩ sung mãn đó là lời chân thật không hư dối học phật học được rất nhiều niềm vui rất nhiều lợi ích trong quý vị đồng tu ở đây có người được như vậy hay không quả thật là có mà không phải số ít họ thực sự có được lợi ích nên đinh nói với tôi tôi vui mừng cho họ họ có được niềm vui của chánh pháp họ chân chánh tu tập từ chỗ nào bắt đầu làm các bậc cụ đức vậy ta rất nhiều điều nhưng quan trọng cần thiết nhất vẫn là phải bắt đầu từ không nói dối Đó là lời răng dạy chân thật Chúng ta tu hành bắt đầu từ đâu? Bắt đầu tu tập từ việc không nói dối Điều này phù hợp với cương lĩnh tu hành Được Đức Thế Tôn giảng trong Kinh Vô Lượng Thọ Tiện hộ tam nghiệp Chúng ta xem thấy câu đầu tiên dạy rằng Khéo phòng hộ khẩu nghiệp Không chê bai lỗi người Các bậc đại đức xưa dạy chúng ta bắt đầu từ việc Không nói dối Bắt đầu từ đó khởi tu Là tương ưng phù hợp với lời dạy trong kinh các bậc đại đức xưa dạy chúng ta phương pháp tu tâm thanh tịnh pháp môn tu của tịnh độ tông là nhất tâm bất loạn mục đích tu học của tịnh độ tông thực sự cũng chính là nhất tâm bất loạn kinh a di đà dạy nhất tâm bất loạn lại cũng nói tâm bất điên đảo nhất tâm bất loạn là định tâm bất điên đảo là tuệ làm sao có thể thực sự thành tựu được nhất tâm bất loạn tâm bất điên đảo đương nhiên việc khéo phòng hộ ba nghiệp là cực kỳ trọng yếu nhưng phải bắt đầu từ đâu người xưa dạy rằng tri sự đa thời phiền não đa thức nhân đa xứ tị phi đa Nghĩa là lắm lần biết chuyện, lắm phiền não, nhiều chỗ quen người, nhiều tị phi. Cần gì phải nghe biết lắm chuyện đến thế? Đi đâu cũng dò hỏi nghe ngóng. Vậy là quý vị chết chắc rồi. Ngày trước, khi tôi xuất gia tọa giới có lẽ là sau khi tọa giới được hai năm có một vị sư huynh cùng tọa giới là pháp sư giác bân huynh ấy tọa giới không bao lâu sau dường như khoảng nửa năm thì đến nam bộ đi đóng cửa nhập thất tốt quá lúc ấy tôi hết sức ngưỡng mộ huynh ấy hẳn với thật nhiều phút báo mới có thể được đóng cửa nhập thất tu tập như vậy qua một năm sau tôi có nhân duyên đến nam bộ đặc biệt tìm đến thăm huynh ấy vào lúc bắt đầu nhập thất huynh ấy có mượn của tôi bộ sách trung quán luận sớ cũng không dày lắm là loại sách dùng chỉ khâu gáy thành tập cả thảy 12 hai uyển huynh ấy muốn mượn để đọc trong lúc nhập thất đến lúc ấy đã quá một năm rồi tôi hỏi bộ sách huynh mượn của tôi đã đọc đến đâu rồi huynh ấy đáp quyền thứ nhất còn chưa đọc xong lần gặp nhau đó quỳnh ấy kể với tôi đủ thứ chuyện trong thiên hạ chuyện đạo trường chuyện pháp sư quỳnh ấy đóng cửa nhập thất mà sao tin tức nhanh chóng thông suốt đến thế tôi ở bên ngoài chẳng nghe biết chuyện gì cả đều không biết tôi nghe quỳnh ấy kể những chuyện mới xảy ra nói là đóng cửa nhập thất nhưng thế này thì có cửa nào đóng Cho nên một chút thành tựu cũng không có Vậy sao Quân ấy cùng Pháp Sư Bạch Thánh Đến chùa Cực Lạc Ở Tân Thành thuộc Nam Dương Pháp Sư Bạch Thành Làm trụ trì Nhờ huynh ấy quán xuyến về chùa Ở đó không lâu thì huynh ấy qua đời Huynh ấy là người tốt Đối với tôi cũng tốt chỉ có điều rất thích dò la nghe ngóng việc đời người xưa nói lắm lần biết chuyện lắm phiền não anh ấy thật lắm phiền não nên tâm không tệ an định quý vị đồng tu bất kể là tại gia hay xuất gia giữ tâm thanh tịnh là điều quan trọng, cốt yếu. Những chuyện không liên quan đến bản thân mình, thì nghe biết nhiều để làm gì. Quý vị ở đây đều biết bao nhiêu người viết thư cho tôi. Những thư ấy tôi không xem đến. Vì sao vậy? Tôi không muốn biết quá nhiều chuyện đến thế. Viết thư cho tôi để làm gì? Chuyên tâm niệm Phật là tốt rồi. tôi mỗi ngày giảng kinh đã là nhiều việc còn muốn thêm những việc không liên can đó nữa thì hết sức là sai lầm người quen biết thì càng ít càng tốt quý vị xem tôi có một quyển sổ tay nhỏ ghi số điện thoại chỉ có hơn hai mươi người đó là những số nào là những số khi cần liên lạc không thể không ghi lại còn những số không cần thiết tôi không ghi số điện thoại của chính tôi tôi cũng không biết những số điện thoại số phát của học hội chúng ta của cư sĩ lâm hoặc số của phòng tôi ở trên lầu tôi đều không biết ghi nhớ những thứ ấy để làm gì tên người tôi không nhớ cũng tốt thôi gặp mặt thói quen thì chào hỏi còn quý vị tên họ là gì tôi không biết không dính dáng liên hệ gì Quý vị là một người tự tại biết bao Nếu nói rằng phải nhớ tên họ bao nhiêu người Vậy sao không nhớ bao nhiêu danh hiệu chư Phật Bồ Tát Làm bằng hữu với chư Phật Bồ Tát Giao hảo với chư Phật Bồ Tát Thì con đường tương lai của chúng ta Mới có khi vọng tốt đẹp hơn Cho nên những lời dạy của các bậc hiền thánh xưa Phải thường ghi nhớ trong lòng Nhưng làm đúng theo những lời dạy ấy Lời dạy của các ngài Đều là giúp chúng ta đạt đến giác ngộ Chân chánh và thanh tịnh Đó là những lời răn dạy chân thật Trong giao tiếp giữa người với người sai lầm lớn nhất chứng ngại lớn nhất là lan truyền những chuyện thị phi người tu hành vì sao không thành tựu hội họp nhau quý vị tự lắng nghe xem những điều họ nói ra toàn là chuyện thị phi tốt xấu của người khác trong phần trước tôi xem thấy một công án đã có nêu ra với quý vị rồi chuyện kể rằng có một pháp sư tu tiền định trong khi nhập định nhìn thấy hai vị tăng trò chuyện có thần hộ pháp vây quanh một lúc sau các thần hộ pháp bỏ đi sau đó một đám yêu ma quỷ quái hiện đến Di quanh họ do nhân duyên gì vậy vị tiền sư kể ban đầu hai người xuất gia ấy nói chuyện phật pháp nên có hộ pháp di quanh sau đó họ nói chuyện trong gia đình các tầng hộ pháp liền bỏ đi sau khi nói chuyện nhà xong hai người bắt đầu nói chuyện thị phi yêu ma quỷ quái liền kéo đến cho nên nếu thường nói chuyện thị phi bàn luận tốt xấu hay giờ của người khác quý vị nên biết là chung quanh quý vị sẽ toàn yêu ma quỷ quái không có hộ pháp tiện thần làm thế nào để được chư Phật hộ niệm Chư vị thiện thần trời rồng theo bảo vệ giúp đỡ Và giữ tâm tường theo chánh đạo Đó là cảm ứng giao hòa trong đạo thể Chúng ta cởi tâm độc niệm có sự giao cảm Chư Phật Bồ Tát liền ứng hiện Nếu chúng ta cởi tâm độc niệm Có sự giao cảm bất thiện Yêu ma quỷ quái liền ứng hiện yêu ma quỷ quái từ đâu đến quý vị từ chiêu cảm họ đến không phải họ đi tìm quý vị chính là quý vị đi tìm họ quý vị vừa tìm họ liền đến ngay cởi một niệm xấu ác nói một lời xấu ác tất cả đều khiến yêu ma quỷ quái tìm đến người tu hành làm những việc như vậy chẳng phải là hết sức sai lầm đó sao cho nên phải nhớ kỹ lời dạy của người xưa cực kỳ hữu lý tri sự thiểu thời phiền não thiểu việc không liên can gì tới mình thì không cần biết đến Người không cần thiết quen biết Thì bớt tiếp xúc Vì tiếp xúc không có lợi ích Thì phi nhiều Cho nên người tu hành thời xưa Vì sao chọn những nơi núi sâu Không có dấu chân người Vì như vậy tâm họ thanh tịnh dễ dàng thành tựu. Chúng ta hiện nay cư trú nơi đô thị là hoàn cảnh bất lợi nhất cho sự tu tập. Hoàn cảnh đã không tốt. Quý vị còn đi đó đi lắng nghe dò xét. Còn soi mói bới móc thêm chuyện, vậy thì tu hành được gì? Như vậy thì quý vị không có hy vọng gì thành tựu cho nên chúng ta muốn thành tựu thì nhất định trước hết phải biết cách bảo vệ phòng hộ chính mình phương pháp bảo vệ phòng hộ tự thân thì tứ thiên dương có chỉ bày cho chúng ta phương pháp biểu trưng của tứ đại thiên dương khi chúng ta hiểu được rồi pháp ấy dạy ta bảo vệ phòng hộ mình như thế nào ta phải học Bồ Tát Di Lặc là hình tượng biểu trưng của Hòa Thượng Bố Đại. Đó là tâm của Bồ Tát Phổ Hiền. Tâm lượng lớn, phước báo lớn. Tâm rộng lớn như hư không, bao trùm hết thảy các thế giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm Cuối cùng của 53 lần tham vấn là tham vấn ba vị đại sĩ Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù Đồng tử thiền tài sau cùng tham học với ba vị Bồ Tát Việc này có dụng ý rất sâu xa di lạc là biểu trưng tâm lượng văn tù là biểu trưng trí tuệ tâm lượng không lớn lao thì trí tuệ không thể viên mãn trí tuệ hiển lộ trong thực tế chính là bồ tát phổ hiền phần cuối dùng hình ảnh ba vị đại sĩ để tiêu biểu cho đại viên mãn chúng ta đọc kinh phải thể hội được những ý nghĩa đó thì bản thân mình mới biết cách học tập như thế nào một câu bốn chữ chính kỷ hóa nhân này ý nghĩa rất sâu rộng cũng phải cần thêm thời gian để đồng học chúng ta cùng nhau học tập hôm nay thời gian đã hết chúng ta dạng đến đây thôi